Rồi dẫn nè. Xong bây giờ dẫn nè. Một cặp nữa. Rồi ơi. Chưa được kịp bật máy quay. Làm hoài mà không xong nữa kìa. Xin chào cả nhà, hôm nay chăm cúng buổi chiều cả nhà. Rồi rồi rồi, rồi. Được không? Biết liền chưa? Ồ, chắc được rồi nha. Chiều hôm nay cho con cọp phải sữa với cái con ú nùng lùng xịt nghiêm khúc này cả nhà. Xem coi nó có giao lưu được không? Ôm liền ha. Chịu rồi đó. Đứng trần. Mới giờ này anh chạy nó thăm cái khu vực, tìm hiểu khu vực. Ngửi rồi hả? Đánh dấu lãnh thổ hả?
Rồi 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 nha. Được không? Biết liền chưa? Ồ, chắc được rồi nha. Người ơi, ta đang làm bài khóa. Hay quá. Hay quá. Được rồi. Còn mấy khán giả này nằm ra nhìn nè. Thằng nằm ngủ luôn đi chứ. Khán giả nằm nhìn. Rồi, xong một cặp. Bia. Nằm khoe hàng chứ đó. Bia làm khán giả. Gì bia? Uống nu à? Lông lá bị gì á? Rồi, xong, hoàn thành một cặp cho buổi chiều, tối. Ừ. Rồi xong rồi hồi bỏ đây đi cho nó chơi chút xíu. Cũng lâu rồi. Rồi với chiều nay được một cặp mới nữa nha. Hôm qua hai cặp, nay cặp mới nữa. Liên tục luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp nhà ở cái nhà clip tiếp theo. Cái nhà nhớ đăng ký kênh nha cả nhà. Like, chia sẻ, bình luận, nhấn thông báo để có những clip về những con cúng con cho cả nhà xem. Cả nhà có cần cúng con thì cứ liên hệ số điện thoại, Zalo, Facebook trên màn hình. Mình sẽ cung cấp cho cả nhà những chú cúng con thật dễ thương nha. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà. See you again. Rồi cho nó đây, cho nó tự sưởng thời gian đi. Thả cái đàn lạp xưởng này, nay thả toàn lạp xưởng không, không có thả búp nghe nè. Xem có được cặp nào. Nên ta mới vừa chừa xong. Quá trời mấy cái gâu dừa. Rồi. Có một cặp nữa. Rồi ơi. Chưa được kịp bật máy quay. Mới có chưa được phút nữa. Bật máy quay chưa được phút nữa. Được một cặp à. Còn cặp kia. Cặp kia đang làm việc. Này không có thả con ú nuôi ra. Con kia nó xong rồi nó không có thả luôn. Hai, bốn, sáu, tám. Ôi, nè, thả đúng 10 con luôn.
Nay ra vẫn chưa sung vậy trơn, đừng cặp à. Còn có con cặp này. Con nó sắp nay gì kìa. Có dấu hiệu nó gì kìa. Tới mương giờ nè. Làm hoài mà không xong gì hết. Chạy dí không. Những con này rồi đã. Mặc ủ nuôi luôn. Phục phật. Sắp được rồi, chạy rồi. Bên này xong mà, xong cặp này nha. Rồi dẫn nè. Xong bây giờ dẫn nè. Là cái gì hả? Là cái nhà ôi nè, là cái gì hả?
con này hí hí mắt anh. Người ta mở mắt hết trơn, con mới hí hí rồi, con này mở mắt to nè. À, ôi con một đôi mắt còn nâu. Đẹp thế. Đôi mắt nâu, bé cái mắt nâu. Mắt Hàn Quốc. Đấy chưa? Ba, ôi nó già nhằn nè. Con này hơi nhỏ con nha. Nhưng mà rất lắm nó. Ôi ôi. Đã chưa? Đây. Ngày cái mà to thế. Cái này thì là một đôi mắt xanh. Mắt xanh nè. À. Nước nước lên không? Phải nắng nãy giờ nóng. Chắc sữa. La dữ hết rồi. Con này thì màu đen nha, giữ ước đây ạ. Lon đen nhưng mà màu nó là màu xô xám. Mặt ngầu bay nè, ôi ui đá. Này là con đực. Con này mắt to đùng. Con này màu mắt xanh dương ấy chứ. Mắt mình này nay có mắt màu xanh dương. Xanh lẹt luôn. Con này cũng hí hí. Ngủ rồi, ngủ bên tay luôn hả? Đó. Con này coi. Con này chưa mất nè. Con này chậm nhất trong mấy con. Mấy con kia con mới mắt này. Con này với con nào ta? Hình như con bự này thì quá. Con bự này mới mắt rồi. Con này, đây là con bự này. Bự này cũng hí hí, anh thấy con hí hí. Con tươi. Quá. Được là về ba bữa nữa là bị chán gì mỏ son mũi son này cũng mũi son nè hết hơi đen à, này mũi bông mũi bông gì mà la la trước vậy? Con này mới mất à? Được. Con này cũng được. Được trắng. Ba cái trắng, cái lon. Này không có con đen nữa. Mình đâu? Con này mặt. Mặt đã mắt rõ chân mẹ tứ. 1-2 bữa nữa là quay đã luôn thế nha. Giỡn nữa. Bài này là ok. Từ nhỏ lớn không có bị gì vậy ra. Hy vọng là đừng có bị gì luôn nha. Vài bữa nữa, 1 tuần nữa là bắt đầu ra riêng rồi. Sen có đón nhận rồi. Các bạn nào có cần thì liên hệ mình nha. Lâu lâu mới có được mấy con lạp xưởng lon trắng này nè. Lon trắng như bò sữa này nè. Bình thường có thì cả nhà ít có hỏi, tới chừng hết rồi cả nhà hỏi. Bây giờ không có đen, cái có nhiều bạn hỏi đen. Đen vàng. Giờ chỉ có lon thôi. Lon đen. Lon sô-cô-la 3 em và 3 em lon trắng, 4 lon trắng. 4 lon trắng có 2 màu, lon đen trắng và lon vàng trắng, nâu trắng. Mặc cái này. Nháp nữa, trời ơi. Hey.
trời bữa nó giỡn mà mới thấy cưng cái nha. Này mới chậm chậm mà mới tập ăn này nhậm nhậm đứng vậy thôi. Đồ bú hả? Đu nữa hả? Nay đu nổi nữa hả? Mm-hmm.